thưa sư và sư Tuệ Tường, nếu lúc làm người tạo ác nghiệp trừ ngũ nghịch đại tội, ví như một người sống 60 năm, hết 30 năm tạo ác nghiệp rồi vì đó đọa địa ngục một thời gian rất lâu, ví dụ 1 triệu năm, thì có phải 30 năm tạo ác nghiệp ứng với 1 triệu năm chịu đọa lạc là quá đáng hay không? Con xin tri ân sư. Xin thưa quý vị á, một cái người á, đừng có nói chi nhân quả, ngay cả pháp luật hiện tại ở Việt Nam và một số nước cũng vậy. Khi mà một người nóng giận lên họ đâm một kẻ khác, thì khi họ đâm thì người ta gục xuống tại chỗ và chết liền tại chỗ, thì cái người đâm họ sẽ phải đối diện với mức án 15, 20 chung thân hoặc tử hình. Mà với cái kết quả là có người họ đã chết thì thường sẽ đối diện với mức án 20 năm hoặc chung thân, thậm chí tử hình. Thì sư hỏi quý vị nè, cái chuyện mà người ta nóng lên rồi người ta tấn công người khác nó tốn thời gian bao lâu? Nó tính bằng giây à? Tại sao mà mình làm ác thì chỉ có bằng giây thôi mà mình phải chịu cái gì mà chung thân tử hình, chi mà nó lâu dữ vậy? Quý vị có bao giờ nghĩ vậy không? Khi xét một việc làm ác, người ta xét cái mức độ của nó, chứ người ta không xét thời gian nó diễn ra nha. Người ta xét cái mức độ của nó. Hoặc như một tên ăn cướp, khi mà hắn giật sợi dây chuyền thì xin thưa nó giật cái một và giật rất là nhanh, nhưng mà hắn sẽ đối diện với mức án là 7 tới 15 năm. Thấy không? Mình đâu thể nào mình so sánh là tôi làm ác có chút xíu mà sao cái thời gian tôi trả quả nó nhiều dữ vậy. Đâu thể nào nói như thế được. Tại vì nó xét theo tính chất chứ nó không xét theo thời gian. Nhớ giùm sư cái điều đó nha. Và cái nghiệp và quả của nghiệp nó chỗ còn nhiều hơn như thế nữa. Nó được ví như khi mà chúng ta gieo một cái hạt xoài, thì cái từ một cái trái xoài đó nó lớn lên nó thành cây. Thì sư hỏi quý vị nè, khi cái cây xoài nó cho quả, nó cho một trái hay nó cho một chùm? Nó cho nguyên một cây, thậm chí là một cây có thể cho cả 100 kg xoài. Mà hồi xưa mình gieo nó chỉ có một trái xoài, mà khi nó cho quả nó cho quá trời trái xoài luôn. Mà sư hỏi quý vị là có phải là cây xoài đó nó chỉ cho một mùa duy nhất rồi hết không? Không hề. Một đời của nó cho rất nhiều mùa, mà nếu cộng lại thì xin thưa là nó tính bằng tấn nha. Mà quý vị tính một cái tấn, cả tấn xoài như vậy mà so với một trái xoài ấy, nó nhiều hay nó ít, nó có vô lý không? Nó không hề vô lý. Ở thế gian đã như thế, nghiệp và quả của nghiệp còn hơn thế. Một khi mình đã gieo nhân thì phải trả quả, và cái quả đó nó sẽ gấp rất nhiều lần cái nhân mình đã tạo. Đây là chuyện đương nhiên ha. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sư hoàn toàn đồng ý quan điểm với Đức Hạnh Tuệ. Thưa quý vị, Đức Hạnh Tuệ giải thích rất rõ ràng cho quý vị không hiểu. Quý vị có đọc, xin thưa là có nghiên cứu, gọi vỡ lòng thôi nha, vỡ lòng thôi, vỡ lòng. Nó công mình nói đi về diệu pháp thì quý vị nghĩ là các ông siêu tường nói cao siêu, đúng không? Vỡ lòng thôi, cái nào là vỡ lòng thôi. Thì quý vị biết đó là gọi là trong một cái chặt, trong một cái dòng tâm, thưa quý vị, là hàng tỷ tỷ sát na sinh khởi, mà cái này có trong chính kinh luôn chứ không phải là ở trong vi diệu pháp, thưa vị. Nhưng không phải trong vi diệu pháp nữa, hiểu không? Nghĩa là có trong vi diệu pháp rồi có trong tạng kinh luôn. Cái gì đó. Cho nên là một cái dòng suy nghĩ mình là hàng tỷ sát na sinh khởi, cho nên là mình toan tính cái việc gì, quý vị phải biết là mình toan tính cái việc gì thì mình ăn trộm, ăn cắp này nọ đó. Đúng thật thì sự Đức nghe Đức Hạnh Tuệ nói là nó vô số dòng, vô số cái tâm bất thiện, cái giờ cái số lượng tâm bất thiện đó, nó sợ nó từng sát na, thưa quý vị, nó sinh khởi. thằng tí tỉ tí á, mà mình đâu biết được, mình nghĩ là đơn giản không phải đâu. Đó. Cái vấn đề thứ hai mình sẽ muốn nói đây là quý vị nè, là quý vị nói là ở đây quý vị cũng hỏi cũng khéo lắm, nghe là trường cũng nghịch đại tội nhưng mà vẫn còn lọt một cái là tại vì ở đây quý vị nói ác nghiệp nha, nhưng mà quý vị thiếu một cái nó còn nó thiệt, cái này nó còn ghê hơn là người nghịch đại tội nữa, lại cái tà kiến ác hơn nữa. Tà kiến ác hay còn hay bà sư hay nói là tà kiến cố định đó. Thì xin thưa, nếu mà bây giờ một người mà dính tà kiến cố định cho đến khi mà đến cuối đời thôi nha, đó, vẫn giữ cái chấp thủ đó. Đó. Thật sự tà kiến cố định đôi khi là nó không làm hại ai quý vị. Đôi khi tà kiến cố định là nó không sát sanh, đôi khi không sát sanh, không trộm cắp này nọ, không tà dâm, không nói dối cũng luôn. Nó thiệt. Tại vì cái tư tưởng đó là gì, nó là nó chỉ là nghĩ là không có đề này đề sau thì thôi à. Đó, chết là hết. Đúng không? Vô kia là vừa mà không có thiện ác, không có nhân quả. Vậy đó thì xin thưa quý vị là nếu mà có tư tưởng nó như vậy thôi, đừng nói đến 30 năm. Ví dụ mà cái ông này nè, ông sao ông là 60 năm cuộc đời ha. Bây giờ ông cho sống ông tới 59 tuổi đi. À mà chỉ cần một năm cuối đời ổng mà ông có cái tư tưởng như thôi, lúc chết là thôi xong rồi. Là coi như là ông này ông đi, chắc ông đi địa ngục là không, địa ngục tà kiến là thôi miên man luôn rồi. Miên man chứ gọi từng miên man không biết khi nào mà có thể tái sanh để làm người. Thật sự là gì, cho nên vấn đề mà nói là 1 triệu năm nó nhẹ, nó quá nhẹ đi rồi. Tôi xin tích khía cạnh mà gọi là quý vị nói nghịch đại tội nhưng mà quên là có cái tà kiến cố định nó còn ghê hơn ha, nó còn ghê hơn nữa. Rồi sư lại nói về vấn đề 30 năm tiếp nè. Quý vị nói là ông này sống 60 năm 30 năm tạo ác nghiệp đúng không? Bây giờ sư nói thôi đừng nói, sư không nói 30 năm đâu, 30 năm nó dài quá, mà sư chỉ nói những ông này sau đây nè, là ông chỉ tạo mấy ổng chỉ nghiệp trong thời gian ngắn thôi việc. Chắc khoảng ông á cao lắm chỉ khoảng có cỡ tội ác nghiệp chỉ khoảng chừng khoảng 15 năm đổ lại thôi. Ông ngắn nhất thì chắc khoảng 40 năm. Đúng không? Mà đặc biệt ông này không phẩm để tội nha. Bây giờ quý vị suy nghĩ đi, rồi những ông này tội ác nghiệp nè, bây giờ rồi 21 á là ổng ở được một, nếu mà so những cái tội lỗi ổng làm á thì ở địa ngục á một thời gian 1 triệu năm á là nếu mà 1 triệu năm là có tháng không, đây là ổng còn phải ở lâu hiện hơn. Rồi siêu liệt kê những ông sau đây. Thứ nhất là trong đây là danh sách mình gọi là những cái nhà độc tài diệt chủng mà nguy hiểm nhất ở trong nhân loại á. Thứ nhất là ông Enver Pasha nè, người Thổ Nhĩ Kỳ. Ổng cầm quyền là 5 năm. 1913 đến năm 1918 mà cái số người chết giỏng là từ 1 theo thống kê nha, là 1,1 triệu người đến 2,5 triệu người. Đó, tạo ác nghiệp đó, chỉ trong thời gian ngắn vậy thôi. Rồi kế tiếp là Pol Pot, người Campuchia, cầm quyền có 4 năm thưa quý vị, tạo ác nghiệp có 4 năm mà đâu tới 30 năm đâu. Từ năm 1975 đến 1979 là số người chết vì ông này là lên từ 1,7 triệu cho đến 2,4 triệu người. Rồi để đến một ông khác nữa ha, ông này là Yahya Khan. Cái ông này là cũng là diệt chủng người Bangladesh luôn, cái hành vi phạm tội là diệt chủng người Bangladesh không. Thì cầm quyền có 2 năm thôi, ông này cầm quyền có 2 năm, từ năm 1969 đến 1971 là số người chết do ông này là từ 2 triệu cho đến lên tới 12 triệu. Rồi để gọi review cuối cùng nữa ha, cuối cùng là ông ngoại trưởng người Áo đó, Hitler đó. Thì 11 năm cầm quyền. Thì các nghiệp ổng gây ra là 11 năm cầm quyền là từ năm 1934 đến năm 1945. Thì ác nghiệp ổng gây ra là số người chết là 17 triệu người đến 20 triệu người. Rồi tới đây quý vị cũng có câu trả lời ha. Vì vậy mấy ông này cái số lượng mà ông tả ác nghiệp nó chưa đến trọ 30 năm đâu. Đó ác nghiệp đó nha, không hoàn toàn không phẩm nghịch đại tội. Đó. Thì quý vị thử nghĩ bây giờ là quý vị đưa ví dụ là nói 30 năm mà quý vị đưa tới 30 năm lên. Mà quý vị nói là đọa đầy địa ngục có 1 triệu năm mà chứ thấy quá bèo, đúng không? Mà cái số 1 này nè chứ phải thêm vô số con số không ở sao nữa. Tôi nghĩ mới xứng với những cái tay mà nãy xưa vừa mới đề cập cho quý vị đó. Đó cho nên đó, là mình nha, thứ nhất là đầu tiên đó, là làm vì phải nhớ đến Đức Hạnh Tuệ nói là trong một cái dòng suy nghĩ của mình là nó hàng tỷ sát na, nếu bất thiện thì tỷ sát na sinh khởi. Nó tạo vô số cái quả ác nghiệp mà nó cho là sanh báo nghiệp. nó sẽ cho là những báo nghiệp sanh báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp. Hậu nghiệp là cho nhiều đời chút suốt cái tử hồi, cho nên đừng nghĩ nó đơn giản. Thì chắc suy nghĩ đến đây nói thì cũng hơi dư, nhưng mà tới đây là quý vị cũng tự với mình cho mình cái câu trả lời nó chính nó như thế nào để con thì kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này.